Trước khi vào video ngày hôm nay thì để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện đã nhé. Câu chuyện về Tèo. Đây là Tèo. Tèo là một chàng trai hiền lành, chân chất. Tèo có niềm đam mê mãnh liệt với giày sneaker, đặc biệt là dòng Jordan 1. Vì gia đình không khá giả, Tèo luôn phải làm việc rất chăm chỉ để có thể thỏa mãn được mong ước sở hữu những đôi giày Jordan 1 đắt đỏ. 10.000 một triệu một ngày nhé. Và một ngày nọ, Tèo lướt Facebook và nhìn thấy deal order Jordan 1 Black Toe. Giày được quảng cáo là full size, full phụ kiện. Về rất nhanh, chỉ sau khoảng 3-5 ngày. Nhưng mà giá thì inbox. Sau khi hỏi ra, thì seller báo đôi giày này có giá 7 triệu đồng. Tèo liền check giá thị trường. Thấy đôi giày này đang được resell với giá không dưới 12 triệu. Tèo đắc chí. Still deal là đây chứ đâu. Không ngần ngại, anh liền xuống tiền trong một nốt nhạc. Đây cũng là số tiền Tèo tích góp suốt nhiều tháng qua. Thời gian đằng đẵng, không gian mênh mông. 5 ngày trôi qua và giày về đúng như hẹn. Tèo nhận giày trong niềm vui sướng khôn xiết. Việc làm đầu tiên sau khi nhận giày chắc chắn là phải khoe. Tèo liền rút điện thoại ra, chụp 7.749 kiểu ảnh, rồi chọn ra tấm đẹp nhất để đăng lên group TKG. Tèo chắc mẩm cũng phải được 10.000 like. Chớ chiêu thay, bài của Tèo lại không được duyệt với lý do là giày fake. Không được duyệt à? Giày fake? What? Gì mà vớ vẩn. Tèo thấy nhảm xít vơ lơ. Thế nên Tèo quyết định up sang group khác. Group này có tên là HNBMG. Lại không được duyệt. Nào ngờ, bài của Tèo lại không được duyệt, cũng với lý do tương tự. Sao thế nhỉ? Tèo bắt đầu chột dạ. Anh lên Google search cách phân biệt giày Nike fake và real. Thì anh nhận được toàn những bài viết cũ rích và vô cùng chung chung. Bất lực, Tèo quyết định tìm đến group chuyên về giày Jordan mang tên GVK, nhờ mọi người check giúp đôi giày của mình. Những comment bắt đầu xuất hiện khẳng định đôi giày của Tèo là real, vì giày fake thì không thể đẹp như vậy được. Tèo khoái chí, quyết định ngủ một giấc đã, rồi dậy hóng tiếp. Nào ngờ, khi tỉnh dậy, post của Tèo toàn những comment nói giày Tèo fake lòi, trong đó có cả các admin của group. Những comment khẳng định giày real ban đầu, chẳng hiểu vì lý do gì đã không cánh mà bay. Tèo tức tối, vì khá chắc kèo là mình đã bị lừa. Tèo liền quay lại, đòi tiền seller để bán giày fake cho anh. Hello. Nhưng lúc mua, Tèo chuyển tiền nhanh bao nhiêu? Thì bây giờ, seller block Tèo còn nhanh gấp đôi như vậy. Tèo khóc, ôm đôi giày của mình và chạy tới nhà Sneakerman mếu máo. Để mẹ cái thằng điên nào không biết. Anh ơi, anh cầm đôi giày này rồi làm clip phân biệt Jordan 1 fake và real đi, để mọi người không bị lừa giống em. Thấy thương cảm cho hoàn cảnh của Tèo, Sneakerman quyết định đồng ý và làm ra cái clip các bạn đang xem từ nãy đến giờ đây. Hey, xin chào. Mình là Sneakerman và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Mọi người nghe chuyện của Tèo và đọc cái tiêu đề ở dưới chắc cũng đoán ra chủ đề của video ngày hôm nay rồi đúng không? Thật tội nghiệp Tèo vì thiếu hiểu biết mà mua phải đồ giả. Nhưng mình ở đây để giúp các bạn tránh được cái ngu của Tèo. Mình xin nói luôn là mình làm video này mục đích chỉ để hướng dẫn mọi người cách phân biệt giày real và fake. Trong cái thời đại mà đồ fake làm ngày càng tinh vi, thì mong những video như thế này sẽ giúp các bạn tránh bị lừa mua phải đồ giả. Mình hoàn toàn không có ý bài xích hay cổ suý cho bất kỳ điều gì đâu nhé. Vậy nên chúng ta bắt đầu thôi. Để video được trực quan và sinh động hơn thì chắc chắn không thể thiếu một chiếc giày fake và một chiếc giày real. Tạm thời thì cứ cất chiếc real đi đã nhé, để khi nào cần đến thì chúng ta sẽ lôi ra sau. Đáng lẽ ra đây đã có thể là một video review Jordan 1 Black Toe. Nếu đôi giày này không fake, các bạn nhìn thế này có nghĩ đây là một đôi giày fake không? Không đúng không? Mình cũng vậy. Nếu bạn hỏi mình tại sao lại đi so sánh hai phối màu khác nhau, thì vì mình thích đấy. Đùa thôi. Lý do thứ nhất, nếu sử dụng một đôi UNC to Chicago fake để so sánh, thì video này lại trở thành cách phân biệt Jordan 1 UNC to Chicago real vs fake rồi. Và mình thấy nó không được bao quát cho toàn bộ dòng Jordan 1. Lý do thứ hai, cũng là lý do chủ chốt, là cái đôi Black Toe này là đôi Jordan 1 trông giống giày real nhất mà mình có thể tìm mua được trong cái mùa dịch bệnh này. Thế nên mong các bạn thông cảm nhé. Tuy nhiên tại channel của Sneakerman,
Mình luôn cố gắng đem lại cho các bạn những thông tin xịn, cập nhật và chuyên sâu nhất về giày sneaker. Thế nên đôi giày fake để đem ra so sánh ngày hôm nay cũng không phải dạng vừa đâu nhé. 1.600.000 đồng là số tiền mình đã phải bỏ ra để mua cái đôi giày fake này. Tất nhiên là so với giá retail của một đôi Black Toe chính hãng hay cái giá resale mà đôi Black Toe đang được giao bán thì 1.600.000 nó không nhằm nhò gì. Nhưng các bạn hãy thử nghĩ xem 1.600.000 cho một đôi giày fake khá căng đấy chứ. Nhưng phải công nhận tiền nào của nấy thật. Bản thân mình là một người sưu tầm và tìm hiểu về sneaker đã 5 năm. Tuy không phải quá nhiều, nhưng mình cũng đã có cơ hội trải nghiệm qua rất nhiều phối màu Jordan 1. Nếu mình tình cờ bắt gặp đôi giày này ở ngoài đường, trên chân một ai đó, thì mình thề với các bạn là mình sẽ không bao giờ biết được đây là một đôi giày fake. Thậm chí sau khi mua đôi giày này về và cầm nó trên tay, mình cũng phải khổ sở xăm soi từng tí một, mất gần một ngày trời, mới có thể đúc kết ra được những cái gì mà mình chuẩn bị nói trong video này. Phải nói là đôi này nó giống giày real vãi cả lộn. Mà theo thông tin mình biết được, thì đây còn chưa phải là loại fake cao cấp nhất đâu nha các bạn. Thế giới đồ fake thực sự nguy hiểm. Đi vào đặc điểm đầu tiên để giúp các bạn có thể phân biệt được một đôi giày Jordan 1 fake và real. Đó chính là mùi của đôi giày. Dòng Jordan 1 cổ cao này có một cái mùi keo rất là nồng và cũng rất là đặc trưng, không giống bất kỳ một dòng Jordan nào khác. Thế nên nếu bạn đã ngửi quen cái mùi của những đôi Jordan 1 mới, những cái đôi Jordan 1 đập hộp, thì bạn sẽ nhận ra được ngay đây không phải là một đôi giày chính hãng. Nhưng nếu mua giày online và không ngửi được thì sao? Câu hỏi rất hay. Đặc điểm số 2, form dáng của đôi giày. Ở những đôi Jordan 1 cổ cao thì từ phần gót kéo lên tới phần cổ giày sẽ có một cái độ cong nhất định. Mình tạm gọi đây là cái lưng của đôi giày. Thì một đôi giày real sẽ có cái lưng hơi gù chứ không thẳng đứng một góc vuông 90 độ. Đáng tiếc là ở phiên bản fake này, chi tiết dùng để phân biệt đó hoàn toàn không có tác dụng. Cái lưng này xưởng fake làm rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy, đặt đôi giày real và đôi giày fake cạnh nhau, gần như không có sự khác biệt nào ở phần lưng của đôi giày. Nhưng khi nhìn từ đằng sau thì các bạn có thể nhận ra được, trên đôi giày fake khi nhìn từ đằng sau, phần cổ giày xuống tới phần gót giày là một đường tương đối thẳng. Trong khi đó, trên đôi giày real thì phần gót này được làm tương đối gọn, sau đó mới phình dần lên ở phần cổ giày, giống như hình dáng của một chữ Y dài vậy. Đặt hai đôi giày cạnh nhau thì các bạn có thể thấy giày fake trông hơi béo phì, giày real tập gym chăm chỉ, thân hình V-shape cực kỳ chuẩn. Nhưng nếu đôi giày các bạn mua là một đôi giày second hand và việc gót giày bị béo phì là do chủ cũ sử dụng quá nhiều khiến gót giày bị méo form, vậy thì phải phân biệt bằng cách nào? Tiến tới đặc điểm thứ 3, chất lượng hoàn thiện. Mình đánh giá chất lượng hoàn thiện của đôi fake này khá là tốt. Tuy nhiên các bạn có thể để ý tới đường viền của những miếng da cắt khá nham nhở, đặc biệt là ở phần mũi giày. Những cái vết cắt nham nhở này thi thoảng cũng xảy ra trên những đôi giày chính hãng, tuy nhiên thì nó sẽ không xuất hiện với tần suất dày đặc như trên đôi giày fake ở đây. Một cái nữa có thể kể tới là chất lượng da của đôi giày fake. Theo cảm nhận của mình thì đây là một loại da chất lượng khá là thấp. Các bạn nhìn thấy trên chất liệu da này có những cái lỗ chân lông chi chít và vô cùng đều nhau, thì đây là một dấu hiệu của da nhân tạo. Những cái lỗ này nó đều tăm tắp vì nó được dập bằng máy, chứ nó không phải là lỗ chân lông thực sự của con bò. Nhưng loại da này thì cũng được sử dụng trên một số các dòng giày Jordan 1, thế nên đây không phải là một chi tiết quá đáng nói. Có điều là những cái vết cắt nham nhở này thì hoàn toàn có thể fix được bằng một con dao lam và một chút khéo tay. Hơn nữa, những đôi giày second hand cũng xảy ra cái hiện tượng sờn ở những cái đường viền này, khiến cho các bạn khó có thể nhận định được. Vậy thì phải làm thế nào? Đặc điểm thứ 4, dấu bảo hộ thương hiệu ở dưới đế giày, hay chính là cái chữ R được khoanh tròn ở đây. Trên đôi real thì ký hiệu này được in nét mảnh, chữ R in to, sắc nét, không giống như trên đôi fake, nét in đậm và nhòe hơn, sử dụng sai phông chữ. Đây là chi tiết đáng tin cậy và mình nghĩ là sẽ dễ nhận biết nếu các bạn đang muốn check một đôi Jordan 1. Vậy nếu bạn mua một đôi giày second hand và bùn đất đã che hết cái chữ R này thì phải làm thế nào? Đặc điểm số 5, Wings logo. Wings logo chính là phần logo ở cổ giày, hầu như đôi Jordan 1 nào cũng có. Wings logo trên đôi giày fake ở đây có kích thước chỉ bằng với Wings logo trên đôi UNC to Chicago của mình. Nên nhớ, UNC to Chicago là một đôi giày nữ, thế nên Wings logo được làm bé so với những đôi giày nam. Còn Black Toe là một phối màu của nam, thế nên Wings logo như trên đôi này là bé bất thường. Lại giả định nếu đôi giày này là second hand và cái logo này đã bị chóc hết rồi thì phải phân biệt bằng gì đây? Đặc điểm số 6, dấu Nike Swoosh. Trông dấu Nike Swoosh có vẻ đơn giản, nhưng để copy 100% thì có vẻ là một điều tương đối khó khăn với các xưởng fake. Dấu Swoosh được làm ở chiếc bên trái này trông khá là đẹp, nhưng chiếc bên phải thì trông lại khá là lởm. Cảm giác cái dấu Swoosh này không được mềm mại và đẹp như trên đôi giày real. Tuy nhiên thì đây cũng là một chi tiết khá khó nhận biết. Với những ai đã có kinh nghiệm và cầm nhiều vào những đôi Jordan 1 thì có lẽ sẽ nhận ra, nhưng với những người sưu tầm bình thường hoặc là mới bắt đầu sưu tầm thì sẽ khó để các bạn có thể nhìn ra sự khác biệt này. Vậy nếu mua một đôi giày second hand và cái dấu Swoosh này cũng bị tung ra luôn thì phải làm thế nào? Thì mình cũng chịu chết luôn.
Nếu mà nó tung ra được như vậy thì khả năng cao 99,9% là nó là một đôi giày fake. Vì một đôi giày real, chất lượng hoàn thiện sẽ tốt hơn và sẽ không bao giờ có hiện tượng như vậy đâu. 6 đặc điểm mình vừa kể trên, mình nghĩ là 6 đặc điểm rõ ràng và dễ dàng nhất để các bạn có thể nhận biết được một đôi Jordan 1 có phải là chính hãng hay không. Phải nói là công nghệ làm ra những đôi giày fake hiện tại đã vô cùng tân tiến và càng ngày càng trở nên tinh vi hơn. Mong mọi người luôn luôn cẩn trọng và luôn luôn double check những đôi giày của mình sau khi mua về. Cẩn thận không bao giờ thừa đâu nhé. Và làm ơn cũng đừng nghĩ đến việc check code, check mã vạch bằng mấy cái app trên điện thoại. Cả đôi giày được làm fake tinh vi như thế này thì dăm ba mấy cái mã vạch đấy liệu có làm khó được cái xưởng fake không? Thậm chí từ ví dụ của Tèo, các bạn có thể thấy là mấy cái bài hướng dẫn check trên mạng nó đã ra đời từ rất lâu rồi và bây giờ nó không còn đúng nữa đâu. Mấy cái bài đấy mình nghĩ là viết từ thời khá bảnh còn chưa biết múa quạt cơ. Toàn những thông tin cũ rích và thiếu căn cứ thôi. Hiện giờ trên Facebook có rất nhiều hội nhóm mà trong những cái hội nhóm đó là một cộng đồng những người chơi giày sneaker, họ vô cùng hiểu biết và có thể sẵn sàng giúp bạn legit check đôi giày của mình. Hãy là một người tiêu dùng và một sneakerhead thông thái, luôn luôn check kỹ giày trước khi quyết định mua, chọn những địa chỉ uy tín để tránh mua phải hàng fake với giá real như Tèo nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video tới đây. Comment cho mình biết đôi giày nào bạn muốn mình review tiếp theo. Và đừng quên để lại cả góp ý cho Sneakerman nữa nhé. Nhớ like, share, subscribe và bấm nút chuông để không bỏ lỡ những video tiếp theo trong tương lai của mình nhé. Hãy thực hiện thật tốt giãn cách xã hội, giữ gìn sức khỏe, đeo khẩu trang khi ra đường và rửa tay thường xuyên. Mình sẽ gặp lại các bạn vào thứ 3 tuần sau. Sneakerman out. Peace.